Vào lúc 22 giờ ngày Chủ nhật, 6 tháng 8, Manchester City sẽ đối đầu với Arsenal trong trận siêu cúp Anh. Trước thềm trận đấu này, Pep Guardiola bày tỏ sự lo lắng về quá trình chuẩn bị của Manchester City. Phát biểu trong buổi họp báo, huấn luyện viên người Tây Ban Nha cho biết, sau khi giành 3 danh hiệu ở mùa giải trước, chúng tôi sẽ hướng tới chinh phục danh hiệu mới. Manchester City đã thi đấu siêu cúp Anh trong 3 năm qua. Ngoài ra, đội bóng sẽ gặp Sevilla ở siêu cúp châu Âu và thi đấu ở FIFA Club World Cup ở Saudi Arabia vào cuối năm. Tất nhiên, toàn đội sẽ cố gắng hết sức để chinh phục những danh hiệu. Chúng tôi chuẩn bị mùa giải mới muộn hơn Arsenal 2 tuần. Do đó, ở thời điểm này, Manchester City gặp khó khăn nhất định. Toàn đội chưa ở trạng thái tốt nhất. Chúng tôi luôn đấu tranh để tìm ra sức bật mới ở mỗi mùa giải. Hy vọng rằng tâm lý chiến thắng sẽ giúp Manchester City có thể cạnh tranh với Arsenal. Pep Guardiola tin rằng Arsenal đã có những sự bổ sung đúng đắn trong mùa hè 2023 khi mang về Havertz, Declan Rice và Jurrien Timber. Ông nói, chắc chắn rồi, Arsenal sẽ mạnh hơn. Mikel Arteta đã đưa câu lạc bộ trở lại vị thế vốn có. Tôi không thất vọng khi mua hụt Declan Rice. Cậu ấy đã có sự lựa chọn đúng đắn khi tới đầu quân cho Arsenal. Lời đề nghị từ pháo thủ thật tuyệt vời. Tôi nghĩ cậu ấy là nhân tố thực sự quan trọng. Arsenal đã mua được cầu thủ đáng kinh ngạc. Trong khi đó, Mikel Arteta của Arsenal thể hiện quyết tâm, chúng tôi sẽ chiến đấu để giành mọi danh hiệu. Cả đội cần phải chứng minh điều đó. Những gì chúng tôi làm được ở mùa giải trước là chưa đủ để giành danh hiệu lớn. Chúng tôi rất phấn khích trước trận siêu cúp Anh. Arsenal đang đứng trước thời cơ giành danh hiệu. Đội bóng có đủ khả năng để đánh bại đội bóng hay nhất châu Âu mùa giải trước. Ở trận đấu này, Arsenal không có sự phục vụ của Gabriel Jesus vì chấn thương đầu gối. Nói về sự vắng mặt này, huấn luyện viên trưởng của Arsenal cho biết Gabriel Jesus cảm thấy rất thất vọng. Cậu ấy cảm thấy tình hình ổn nhưng vấn đề vẫn còn đó. Chúng tôi không muốn mạo hiểm với cầu thủ này. Tôi tin rằng Gabriel Jesus sẽ sớm trở lại.